Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày hôm qua loan báo việc thành lập một văn phòng mới để điều tra người nhập cư bị tình nghi là nhập tịch bất hợp pháp và xin lệnh của tòa cho phép tước quyền công dân của những người vi phạm này. Đây được xem là một phần trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi gắt gao luật di trú đã được áp dụng trong 3 năm qua. Từ năm 2017, Bộ Tư pháp đã đệ lên Tòa án Liên bang 94 hồ sơ tước quốc tịch, tăng 200% hàng năm. Trong cùng thời gian, số lượng được đề nghị xem xét để tước quốc tịch tăng vọt lên 600% một năm. Bộ Tư pháp cho biết văn phòng mới được tạo ra để đáp ứng số lượng tăng vọt các hồ sơ đề nghị xem xét tước quốc tịch đến từ các cơ quan thực thi pháp luật như là Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, viết tắt là USCIS. Những người chỉ trích cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã sử dụng biện pháp tước quốc tịch để trấn áp thành phần nhập cư, dù hợp pháp hay bất hợp pháp. Theo luật của Hoa Kỳ, công dân nhập tịch có thể bị tước quyền công dân nếu họ có được nhập tịch mà không hội đủ các điều kiện pháp lý, hoặc vì họ đã nói dối về một sự kiện có thực trong quá trình xin nhập tịch. Bị tước quyền công dân không tự động dẫn tới trục xuất. Những người bị tước quyền công dân sẽ trở lại tình trạng thường trú nhân, nhưng thẻ xanh của họ có thể bị lấy lại và nếu vậy, họ có thể bị trục xuất sau đó.